Để thắng cho cắm đầu cắm cổ, xe này được trang bị con heo Moto 2 42 triệu và cái dĩa Yutaka của xe đua tháo xe 12 triệu nữa, bao sái quai hàm luôn. Để bóp móc cho mềm mại hơn, tay RS 35 triệu. Cái mắc và giá trị nhất đó là cái dàn áo này, sơn theo xe và làm tem lại. Nếu mà đúng cái áo jean bên Thái bán 120 triệu. Và đặc biệt, xe này của ông Khứa nào ta? Khứa hoàng gia gì đó. Khứa gì hoàng gia bên Thái để chạy trong cái cung điện, cái nhà, cái gì của vua vua đó. Chạy chiếc này nè, muốn cung điện chạy quay đó. Bởi vậy nó mới mắc á. Chứ này ngoài cung điện là bán không ai hay mua luôn á. Ba đồ trong cung điện bán mắc hả? Hợp lý. Cái áo mắc nhất chiếc xe. Có người nói 100 mấy, có người nói 200 mấy. Nếu mà áo jean. Còn áo này chưa biết jean hay không. Test thử không tí? Đập. Đó, anh em tôi dậy 6:30 nha mọi người. Chết cha, cam mờ quá vậy. Anh dậy mấy giờ? 3 giờ. Em nguyên đêm không ngủ. Giờ anh em tôi quay clip con xe này cho anh em coi. Nhìn vậy thôi chứ 100 triệu hơn á. 100 triệu hơn á. Làm tóc rộng dữ ta. Ăn gì đi? Ăn gì tao? Ăn gì thang sang đi. Xe hả? Ừ. Có xôi xôi bắp với gì, bánh mì anh tí ăn nào. Chặt cá đi. Nay thêm sang thêm xíu cái trứng nha. Ok, sạch nước tương nha. Được rồi. Có bao giờ có để ý là cô Thí bán tập quá không? Bả xưa giờ bả vẫn 1 mét mặt vậy nha. Không già luôn. Bả không già, chỉ có con bả già thôi. Chợ này ok đó anh em. Mình chỉ cần lựa cái đường giữa mình chạy là qua được rồi. Nay rồi nó không đông nè. Tí cũng học trường này mà. Đúng rồi. Cái gì sơ hở hồ Văn Long. Để anh lấy tiền. Tí đại em chế lại trường cấp 2 đã lấy tiền bảo kê trả tiền bánh mì rồi đó. Em cạp chân ngày á, nét á. Bữa quên đeo mấy kia đâu chịu đóng tiền đâu. Cái bữa đeo vô cái anh nó quýnh em quá trời luôn. Ở đây chắc là mốt phải đề cử lên chính quyền địa phương làm cái bùng binh chỗ này à. Đúng rồi. Không, cái đèn xanh đèn đỏ cũng được tạo. Đúng rồi, chứ chỗ này là quá nguy hiểm rồi. Bây giờ ở đây phát triển dữ lắm anh em. Lúc đầu anh em tôi vô vắng như chùa Bà Đanh nè. Giờ như 30 Tết. Đây vô là cái chỗ Nhật Bản vào mùa hè được không? Ok á. Đây ha. Chơi này đi. Láng, đúng rồi. Tí khoái mấy cái cây mà dụng dụng lá vậy nè. Quay nhìn Nhật Bản. Để sao có dụng lông tí không thôi. Thôi, nhìn thấy ghê lắm, nhìn như con quái vật á. Cái này là quay 125. Dọn nhìn nó vậy thôi. Nhìn nó nhìn vô thấy nó không có gì để review. Nhưng thật ra nó rất là nhiều đồ. Như nó có màu xanh nè. Xanh. Với màu bạc nè. Màu bạc, màu titan. Rồi, sao hết. Cho mấy triệu á.
Vô. Hello mọi người. Sau một thời gian mà quay xe này xe kia thì đến lúc quay lại xe nhỏ nè. Đây là con quay 204 FI. Hình như 125 mà vô giấy full hay gì vậy anh tí. Hôm nay em sẽ review con xe này cho anh em xem. Nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ nó chất chứa trong người nó một cái khoản tiền rất là lớn. Rất là lớn. Lớn đối với em thôi. Còn mà đối với anh chị mà có tiền rồi thì nó không là gì đâu. Nhưng mà cái này là một cái đam mê. Mà chơi xe nó cũng tạo cho mình một cái tính gọi là kỹ càng á. Thay vì á, như cái nó trước mắt đi ha, cái bao tay nè thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với kế bên cái bao tay nó là một cái gù. Cái cặp gù Daytona này á là 1,5 triệu cặp. Nó thay vì anh em thấy nó đơn giản như vậy thôi, nó cũng là tiền triệu rồi. Mà kỹ càng ở đây là thay vì mình gắn cái gù này vô, mình hay đi vô nhà mình dắt xe mình đậu đồ á, nhiều khi mình đậu sát vét, sát nhíp với cái tấm tường, cái mình gác chống nó hay cả. Đó là những cái chiếc xe mà mình không quan tâm tới á. Thì nó sẽ như vậy. Còn mấy xe mà mình đã như vậy thì mình sẽ có một cái khoảng cách mình kỹ càng hơn. Không thì nó sẽ gãy tay thắng, chạy mấy cù này thì mình sẽ bị đau tim. Đó là vậy. Một cặp bao tai hàng tồn kho Super Baker, cầm nắm im lắm nha. Và cặp gù để tạo điểm nhấn Daytona 1,5 triệu. Nào cũng là tiền. Ngu. Qua tới bên này xíu, anh em sẽ thấy được. Nhìn vô thì chắc đánh vô mắt anh em nhất là cái đồ Titan rồi. Tại vì nó nhiều màu sắc. Em nhỏ nó mê. Setbo này luôn cổ thì chắc tầm 5 triệu. Là Setbo. Và cái giò đạp nè. Cái giò đạp thắng này không là 3 triệu bạc nè. Chưa hết đâu. Cái chống đứng 3,9 triệu. Toàn bộ thì bên Trần Thượng làm hết. Và xe này cũng là của Trần Thượng luôn. Cảm ơn người anh em đã cho mượn xe để review nha. Đó, nhìn thêm chút xíu nữa anh em sẽ thấy cái nắp. Những cái chi tiết nhỏ xíu thôi. Cái nắp nhớt. Cái nắp này hình như 1,5 triệu á. Chí nhí 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 không mà nó lại tính tiền triệu. Khó tin thiệt ha. 1,5 triệu nhưng mà nhìn vô cũng hay hay. Có nào vô lý thì là vô lý không ta? Vô lý hả? Ừ. Nó vô lý thì nó cũng vô lý lắm. Như cục này nè. Hai cục này bên kia 500 ngàn. Anh thấy vô lý lắm rồi đó. Ừ, cao su. Và cái gác chân. Cái gác chân cồng kho này á, một cặp của nó hình như tầm đâu 3,4 triệu gì đó. 4 triệu á. Cũng để gác chân thôi. Và full ốc Salaya TBT rơi đâu cũng phải tầm vài triệu nữa. Và một cái vô lý nhưng mà cũng có cái lý của nó là ở phía sau bánh. Anh em có thể biết những thương hiệu phụt như là Olin, Nitron, Machit là những thương hiệu lớn. Ngoài ra đây là cái cây mà mới nhất mà em cũng mới tìm hiểu được từ trên xe của Trần Thượng, đó là con WB Racing. Một cặp về giá thị trường là 46 triệu. Cũng chát á. Mặc dù mấy bữa nay mấy đứa nhỏ nó nói em xài sụt Trung Quốc. Lạ lắm thật. Xích xuống xíu đòn nhà làm gấp Titan. Đâu đó chắc 9 triệu á. Người có tiền muốn làm gì làm. Nãy giờ sơ sơ nhiêu? 42, 12, 30 mấy, 46, 9. Sương sương cũng cả 100 mà. Chứ em nghĩ mấy thằng hoàng gia trong cung điện nó không đổ máy này đâu. Nó có tiện khôn hơn. Nó làm gì ta? Vua à. Còn mình làm gì? Cú ly. Mình phải chơi hơn đó. Vậy nó mới nể. Tạo nét. Nét mà câm luôn. Đến cái phần mà xưa em thấy nó vô lý. Nhưng mà khi em biết được rồi thì em cảm thấy nó cũng có lý. Đó là cái cặp má đầm nè. Với lại cái cùi dĩa. Cặp này chạy CNC ra không á là 6 triệu bạc á anh tí. Cho hai bên má này thôi. Vô lý của nó là anh em nhìn nó nhỏ xíu vậy mà tại sao cái giá nó trên 5 triệu, 6 triệu bạc luôn. Cảm thấy nó phí đúng không? Nhưng mà thật ra để một cái cục nhôm lớn á mà tiện nó về nó còn có bao nhiêu đây thôi à. Là người ta cũng bỏ ra rất là nhiều. Và cái quy trình nó làm cũng khá là cực.
thì cái giá nó cũng ok, đáng đồng tiền cho những người đam mê chơi xe thôi, chứ mà gặp em thì hơi thốn đó. Thì xung quanh á thì anh em nhìn đi, cái con quay á, con quay này nhiều khi nó quay á thì nhìn từ xa xa vô thì nó sẽ giống giống như con quay nào cũng như quay nào, nhưng mà anh em chịu khó để ý kỹ á thì nhìn nó sẽ thấy nó sẽ bầu hơn một tí. Và cái đuôi đèn nè, là cái cách nhận dạng nè, nó kiểu nó khác lắm, không biết tả làm sao nhưng mà nhìn nó khác biệt hoàn toàn. Đuôi đèn sau, rồi tay nắm nè, rồi cả đèn trước, nó có một cái gì đó nó tạo cho một cái độ bầu. Nhìn nó hơi hoài cổ đúng không? Đúng rồi, nhìn nó cổ á, nhìn nó cổ kiến á, bầu chứ không phải là nó như những xe bây giờ thì nó có khối nó sẵn vậy rồi, nhìn nó sao ta, hiện đại hơn đó. Để em nói luôn cái phần đằng trước, hồi nãy em có nói rồi, heo 42 triệu, Brembo Moto 2 cài nha, bằng một cái con xe gì đó nằm ở trên này. Và cái dĩa này tháo xe đua ra nè, 12 triệu, nó của hãng Yutaka, Yutaka Daytona rồi, là chắc chắn là Nhật rồi. Xe này đồ Nhật nhiều, nhưng mà của hoàng gia bên Thái chạy. Thấy anh vậy, anh chán mấy cái kiểu như khạp khạp, anh khạp khạp xong cái anh Kimuchi. Và đây là cam thì chắc chắn là cam Nova. Niền thì lâu rồi mới review lại cho anh em xem. Niền thì chuộng Excel rim. Excel rim này chắc một cặp niền này là chắc tầm đó đâu đó 5-6 triệu. Kính nha, con xe này mà tính gom lại nhiều tiền lắm rồi đó mọi người, rất là nhiều rồi. Và cái vỏ này là vỏ Michelin M25, M20 gì đó. Cái này là hàng tồn kho đó, không có nói giá được bây giờ, như hàng tồn kho anh em săn mà. Nói vậy để em coi. À, cái cần số titan này hình như là đâu đó 8-900 gì á, cũng titan luôn. Cái đó hợp lý á, cái này thì ok. Để em coi lại có phải không, 2-8-9 triệu cái cho em chữa chết luôn. Nào, cần số là 8-900, mà cần số này là cần số inox, không phải titan. À, cái bao tay tổng kho này nè, nó 500 ngàn. À, bắt đầu giá ok. Và xe này là xe FI nha mọi người, máy của nó êm. Để em nổ lên cho mọi người nghe. Tắt nó mới im. Nổ lên là tắt liền, là bảo đảm xe nó im. Hình như trong cốp vẫn còn một cái nắp, cái nắp xăng của TBT hay gì đó. À đây nè, rồi lúc thì em thấy cái những chế ra cái nắp này nó cũng hay, thay vì trơn tru như cái kiểu zin á, thì một cái con xe mà do anh em dọn xong anh em chưng ít đi nó sẽ bị xét cái chỗ này nè, mà lâu lâu mình khó dặn da mà mình không có thế để nắm á, thì cái này là một cái cách để cho anh em chống cái trường hợp đó. Hay. Và cái giá này hình như nó cũng mắc, chắc cũng phải tầm triệu mấy á cho một cái nắp. Nói về quay thì em không rành nhiều, trên xe này có cái gì thì em quay cho anh em coi cái đó, và cái giá trị nó mắc cỡ nào thì em lại nói cho anh em nghe. Nhiều khi em thấy nó cũng hơi vô lý, nhưng mà hợp lý không? Nhưng mà nó hợp lý. Chưa gì hết, thấy dàn áo, nếu mà dàn áo zin 100 mấy triệu là thấy nhất cái đầu rồi. Và cái tay không 30 mấy, heo 40 mấy nữa là thấy không, mới gần 200 triệu cho 3 món. Thuận nói với em á, nếu dàn áo zin ở bên Thái á là nó tầm 120 triệu. Và sau khi mà nhảy qua cái miệng của Đỗ Xuân Phước á, Đỗ Xuân Phước lại nói nó lên tới gần 200 mấy chục triệu. Tính thật thà ta. Mới đầu ông tưởng đâu Trần Thượng nổ, ai về Phước nổ hơn. Mà sự thật nó phải như vậy không? Nếu mà anh em rành về quay bên Thái, anh em comment cho tôi biết là cái giá thực sự nó phải vậy không nha. Chứ cái này ta nói sao em nghe vậy, mà em nghĩ có thiệt á. Tại vì anh em biết á, để chơi xe
theo như mà cái kinh nghiệm của em chơi từ nhỏ tới lớn mà em thiếu không thì em thấy là cái giá nó cũng hợp lý. Tuy là em thiếu chỉ món đồ chừng 1 triệu 2 triệu đổ lại thôi, nhưng mà em hiểu được mấy cái mất tiền tại vì người ta nói là em nghe, chứ em chưa có cơ hội để thiếu những cái món đắt tiền đó như vậy. Mà nghe nó chát quá ha. Một con quay. Và sau cái clip này em sẽ quay cho anh em coi một cái con quay hoặc là con future nó càng đỉnh hơn nữa, có thể một cục máy nó lên tới vài trăm triệu. Có con nào như đóng sắt dụng luôn không tạp? Có. Quay con tí á. Nhận hết con mấy xe sắt dụng lắm. Để em mượn một tí nha. Ok. Không biết giờ này ông chở giờ này ông chở rồi. Ông chở gì tao? Chở cát đá. Quay ông sáu phuộc là anh tí. Vô lý. Nhưng mà xài được. Quay 6 phuộc. Quay 6 phuộc. Hôm nào em sẽ quay con quay 6 phuộc cho anh em coi. Và tổng thể con xe này nó có như vậy thôi. Anh em nào mà thấy hay thì để lại cho em một like, một comment, cầm theo đó là một lượt chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Nhớ đợi clip sau sẽ có một con future ác chiến hơn nữa. Bye bye và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Nói chứ do nghe tiếng máy thì sẽ nhìn nó. Tiếng máy của nó là nổ lên xong rồi tắt là nó im đó. Quá mất luôn mẹ. Tiếng tin hả? Cái quay này im lắm nè. Nóng máy xíu mới có guarantee hay sao á. Nó vớt anh tí. Nhẹ nhẹ thôi để nó vớt. Quá em mà cái cục nó kêu quá tèo. Em ha. Em. Em thiệt á. Em nha. Trời ơi. Anh em đâu có nghe gì được nữa đúng không? Nó im cực kỳ má ơi. Này thua con chó thở nữa thiệt tí á. Em. Ok. Còn mấy cái lạc vặt như là mấy cái chân thắng rồi của Acron gì đó tẹo ơi. Acron nóp gì nè. Thì mình kệ nó đi, mình không biết đọc sao và cái giá trị của nó cũng không biết luôn. Nói chung thì full xe. Một con quay để mà dọn thì em thấy nó không có gì nhiều ha. Ngoài phuộc nè, bánh nè, căm, vỏ. Rồi nếu được thì gác chống này kia, cổ bô này kia thôi. Thêm đó cùng lắm nữa là heo trước và tai thắng là nó đã full xe rồi. Quay dọn đỡ tốn tiền ha. Đỡ tốn tiền nếu mình thay đồ pha ke á. Đúng rồi. Chứ mà đồ real của nó thì tốn tiền thiệt. Ok, bye bye.